Hi, xin chào cô chú anh chị, ông bà và các bạn và mấy cục vàng của tôi nha. Thì hôm nay tại sao lại đủ mặt hết như vậy? Tại sao không làm thực? Tại sao không có cho anh? Thì mình sẽ thông báo cho bạn một điều là có rất là nhiều ông bà, cô chú, bạn bè thân thiết gần xa, fan của tôi luôn, mấy cục vàng của tôi luôn kêu là anh Hải ơi, tem mình tại sao không thử đi thách thức anh Hải đi? Thì mình lướt gặp rất là nhiều luôn, không phải là mình không muốn đi, mà tại vì tình hình dịch bệnh phức tạp đó mọi người, nên mình phải đợi cho mình tham khảo và để mình kiểm tra coi cái chỗ mình đi cách tiêm thì đó có dịch hay không để mình lên chỉnh chuẩn bị và đi cách tiêm thôi. Thì mình đã quyết định rồi, chắc có thể mình không có ở nhà được. Mình sẽ đi cách tiêm để nghe là theo ý kiến của cô chú anh chị, ông bà và các bạn, để mấy người nhà của tôi có thể coi xem sức mình tới đâu. Thì thật sự ra thì mọi người theo dõi lâu rồi đúng không, cũng biết mình sao mà mình ít có nói lắm, mà mình làm trong âm thầm thôi. Thì mấy ông gài ngoài cái giờ tụi mình quay ra giỡn hết rồi cho này qua lại, nhưng mà tối rồi tụi mình có dành một chút thời gian để mà tập luyện những cái kịch bản mình viết ra để mà chuẩn bị chiến đấu trên đó. Chuẩn bị đi cách tiêm thôi mọi người ơi. Thì hôm nay là ngày cuối cùng là tụi mình sẽ bắt đầu lên đó để mà cách tiêm thôi mọi người. Thì mình đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, thì cũng tập dần các kiểu hết trơn rồi. Thì sáng thì mình rảnh thì mình ra tập, chiều mình cũng tập, tối mình cũng tập. Thì hôm nay đã tới ngày tụi mình chuẩn bị đi, thì có ai chúc anh em mình may mắn không? Các bạn nhớ ủng hộ anh em mình nha, để tụi mình tiếp sức cố lên, để mà nói chung mà cũng hồi hộp lắm, tại vì đi không biết mình có đậu được hay không, mà sẽ cho hết sức mình, tại đường đó chuyện dẫn cũng xa lắm rồi, tới đâu hay tới đó. Chỉ mong các bạn ủng hộ anh em mình để mà lên đó thôi. Với lại vô đó hồi hộp cái là gặp các nghệ sĩ lớn, biết này có được có từ thoải mái được không? Tại vì năm nay là năm những dân bá đạo bước lên sân khấu, chứ không phải là riêng mình đâu. Những người người ta có học thức này có nè, người ta có kinh nghiệm có nè, những đấu trường khốc liệt về hài hước. Thì nói chung là tới đâu hay tới đó nha mọi người, chỉ cần các bạn ủng hộ mình, cho dù gớt hay có đầu đi nữa thì mình vẫn ở lại làm video cho mọi người xem thôi, cũng đơn giản vậy thôi. Thì mình chỉ thử sức mình tới đâu thôi mọi người. Đưa đi rút kinh nghiệm, các bạn là động lực để cho tem mình đi, để thể hiện cái bản lĩnh của mình, để coi là tới đâu, để coi các bạn mặt mình tới đâu. Ok, thì hôm nay là chốt ngày cuối cùng rồi, tối nay tụi mình sẽ bắt đầu lên xe và chuẩn bị ra đó để mà đi cách tiêm thôi. Thì mình đã chỉ thông báo các bạn như thế này thôi, thật sự là mình rất là yêu quý mọi người đúng không, tại vì có mấy bạn mới có tụi mình ngày hôm nay, thì mình sẽ như là các bạn, như là cô chú anh chị ông bà, tất cả mọi người, để mà không phụ lòng mọi người, để cố gắng đạt được tấm vé để mà bước vào vòng ghi hình. Thì tới đâu hay tới đó nha mọi người, thật sự rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ anh em mình. Giờ mình sẽ giật lại bài sơ sơ nha, để tối nay thì mình lên xe thôi, các bạn đợi tối nay nha mọi người. Hello mọi người, thì hôm nay là ngày chót cuối cùng để tụi mình bắt đầu lên Sài Gòn và đi cách tiêm thôi mọi người ơi. Thì mình đã đặt xe hết trơn rồi, chuẩn bị hết rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu ở bên kia thôi. Thì tụi mình đã gom hết tem rồi, chút xíu nữa thì bắt đầu lên và tắt cam để mà chuẩn bị lên Sài Gòn mọi người. Bây giờ mình sẽ qua bên bến xe nha. Anh em đâu rồi? Sưng vô, cố gắng nha. Cố gắng nha. 3, 2, 1 Yeah, yeah. Đi luôn mà tám luôn. Giờ là mới giờ đi ba. Đợi ba, để đợi thôi. Ok, mình sẽ đi uống nước và đợi xe lại bạn ơi, tại xe 9 giờ mới chạy, tại mình đi trễ á, thì tới đó sáng rồi mình mới khỏe, mình mới kiếm chỗ để nghỉ ngơi được. Còn bây giờ thì nếu mà lên sớm quá thì mình sẽ đi kiếm hơi bị tối mọi người, nên mình đi quen rồi nên mình đi vậy đó. Đi đâu các bạn nhớ đeo khẩu trang vô nha. Dứt khoát là không bao giờ đỡ khẩu trang nha mọi người. Chỉ có ăn mới đỡ khẩu trang thôi. Uống nước xong rồi mọi người, giờ chuẩn bị bây giờ ngồi nước cũng có tiếng hộ á. Giờ là 8 giờ 9 giờ 8 rưỡi mới 8 giờ 45. Ngày thấy nó khùng luôn. Tại vì trời đen thôi tội, mà nó tội nghiệp mấy sưng. Lên xe hay ói nè. Có gì mà uống thuốc rồi. Chống ói. Tới chưa? Đó rồi đó anh. Chiu. Ờ rồi nói nghĩa.
lên xe thôi các em ơi, ta tìm được xa xôi từ just to the center. Có bạn nào chúc may mắn cho tụi mình không? Hi. Lấy cái ghế kìa. Mình xá giá ba ghế đầu, ba ghế trên, ba ghế dưới đó. Lấy ba ghế mình mỏi cho bạn. Ghế bỏ một nè. Quay luôn không? Của tao cũng đi chặt theo đồng hay được không? Có luôn. Chúc may mắn nha chú, chúc mấy con may mắn nha. Chúc mấy con thì lộ bình an. Dạ, cảm ơn chú. Lên dưới luôn. Cái này quay cái gì vậy? Dạ. Tụi con lên trên đi, mấy đứa nhỏ nhỏ ở dưới. Nhớ mấy cục vàng quá. Cố gắng làm mọi người ơi. Bánh xe luôn á. Bánh xe kia đây luôn nè. Để cho bánh xe luôn hả? Đúng rồi, đón xe con đó đó. Đó có tên. Ở đây bước đỡ đồng kỳ, số điện thoại rồi. Em viết cái chuyện của em kia đi nha. Rồi. Xong hai mọi người, khai báo y tế nha. Cái gì nữa mình đi đâu đi ở đây khẩu trang vô, giữ sức khỏe chung nha. Rồi mình chúc mọi người uống ngon nha. Ok. Tới đó xem mình sẽ dừng chân, mình sẽ ăn rồi cái nữa mình sẽ bước đầu đi tiếp tục thôi. Đi ăn không? Có ổn không? Xuống ăn đi. Xuống ăn nè. Xuống nghỉ ngơi xíu đi rồi đi tiếp. Đi. Giờ là tới chỗ dừng chân rồi mọi người. Mình sẽ xuống dưới ăn uống xong rồi lên đi nghỉ ngơi, ngủ giấc sẽ tới Sài Gòn thôi. Tỉnh chưa? Ăn gì vậy? Kêu chưa? Kêu rồi. Kêu chưa? Ăn bò kho. Ăn sao? Thấy sao rồi Sơn? Em bị khô. Bị khô không dám cơm bò. Như mày nè. Đi cơm. Ủa tay nạm của ai kìa? Nạm của tôi béo. Tôi béo. À. Của mình tay viên. Giang chỉ giá trụng thôi vậy. Dạ, cảm ơn. Mời mọi người nha, mời các bạn. Ăn thêm không? Kêu thêm ăn đi. Tính tiền nha. Tính tiền em ơi. Lên xe đó các bạn ơi. Chơi gì cao nữa, hầm nữa. Cuối cùng cũng tính nơi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi trung chuyển của bên chỗ mình nghỉ ngơi mọi người ơi. Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì tụi mình đã nghỉ ngơi xong và ngủ được một giấc. Thì tụi mình cũng đã ôm lại kịch bản và chuẩn bị qua bên đó để mà cắt tin. Các bạn nhớ chúc anh em mình thành công nha. Các bạn đợi xíu mình sẽ đi ăn sáng và các bạn hãy đợi tin vui mình về nha. Tại mình không qua đó mình không có quay được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Nhớ mấy cục vàng của tôi nhiều. Mình để đi bộ bánh để mà ăn sáng nè mọi người. Các bạn đi đâu nhớ đeo khẩu trang vô nha. Tại vì tình dịch bệnh nó phức tạp, đi đâu nhớ đeo khẩu trang và rửa tay xịt khuẩn hết. Xin đây dưới sân thôi. Không biết tối nay tối nhỏ ngủ sao rồi. Sao em? Nó ngon không? Ngon. Nha. Thấy còn phải tươi tắn rồi biết rồi. Thôi rồi lấy chìa khóa ra rồi đi. Nè, cho lên cái đi. Đi dưới. Đi sáng thôi mọi người ơi. Chúc mấy bạn buổi sáng ổn áp. Ổn áp luôn. Đừng đụng chạm tới nó hết trơn á. Nó tự vô mà. Ăn bị chậm tiêu đúng không? Kêu đồ ăn chưa? Uống gì? Uống trà đường không? Có trà đường không? Trà đá. Trà cà phê. Có ở gì không? Các bạn nha. Ăn sáng nha. Các bạn dùng bữa. Các bạn ăn sáng tại Sài Gòn. Thôi ở Sài Gòn đi ra ở dưới quê thôi, chỉ là nó xe nó nhiều nữa các bạn. Ăn bún mà cơm sống cho trụng không? Sao trụng á? Cũng trụng ra luôn. Đi Sài Gòn lại chưa? Đi Sài Gòn là đầu tiên luôn các bạn. Xin.
bạn ơi. Không biết nói sao nữa. Chắc có hết sức rồi bạn. Nhưng mà yeah! Mình đã lọt vào vòng ghi hình luôn các bạn ơi. Đây là gọi là gì ta? Thí sinh đầu tiên nhận được 100 cái vé bằng để mà vô phòng đó mình dựng một cái tên và có chữ ký của anh Vừa và chú Bộ Chung nữa các bạn. Đây nè, thấy chưa đó, đây là món quà đặc biệt mình muốn gửi tặng các bạn, tại vì các bạn đã ủng hộ mình thời gian vừa qua nên mình rất là cố gắng để mà không phụ lòng mọi người, đã được tấm vé này để mà về khoe với cả mọi người. Thì đây về sau đang chặng đường còn rất là phức tạp, với lại nữa trong gai nhiều lắm mọi người, các bạn hãy đồng hành cùng mình sẽ cố gắng để cho mọi người thất vọng nữa. Ví dụ mà được giải hay không giải, nhưng mà chắc là vui khi mà mình đã chơi hết sức mình để mà còn cái tin để được như cái tấm vé này. Thì mọi chuyện thì cũng đồng chào một phần cho mọi người đã làm phần cho mọi người để mà có động lực để mình vượt lên bản thân mình, để mình được tấm vé để bước vào vòng trong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ăn mừng thôi mọi người ơi. Hồi nãy mình nghe nói anh em mình nha. Hồi nãy mình nghe nói là thí sinh đầu tiên được cái tấm vé thì luôn, thấy ghê không? Ghê không? Thấy ghê chưa? Tính này là tấm hồng má lá cay, ăn mừng trong hồng má lá cay rồi. Thôi mình ăn cua hoàng đế đỡ đi. Chúc mừng tụi ai vô vậy bé? Dạ. Rồi chúc mừng nha. Cố lên chúc mừng nhóm nha. Trời may mắn quá trời, vú cái may mắn. Vú cái may mắn. Ok. Chị Phương, bói giùm em quẻ. Bói mẹ. Ok. Thôi chúc mình nhắn tin nha. Dạ, chị nhắn tin gì? Dạ, giữ được vô hay vậy? Chưa có số mà. Bao nhiêu cố gắng bây giờ cũng thành công. Đây được tấm giấy vàng nha mọi người. Ba nó mừng muốn xỉu. Mà bị áp lực hả anh? Ngồi ngược lại. Bạn thấy không? Bạn ngay nè. Bạn đã vượt qua vòng cách tin tới trên này. Diễn á thì không cung, nhưng mà nhận xét thì sẽ cung. Còn máu. Ồ biết luôn. Cho em mượn gì? Năm giờ giờ đi ăn mừng ha. Đói bụng quá trơn rồi, mấy đứa nhỏ đói bụng hết rồi mọi người ơi. Ăn đồ nướng ha. Một phê nướng đi. Giờ sẽ tính tiền và chuẩn bị đi qua bên kia ăn thôi mọi người. Rồi mình sẽ về phòng nghỉ ngơi thôi. Thật sự ra tụi mình sáng như là bộ đuối giò lắm rồi. Thôi qua đi, dưới đi. Lớn à? Mệt không? Mệt ăn nhiều chút. Để ăn cho đã. Lớn ha. Ừ. Đẹp ha. Đẹp. Rồi đúng này nè, Nam qua đây nè, ăn rồi đúng này nè. Ok các bạn, mình đã tới quán ăn đồ nướng hay lỗ bằng gì? Nướng đi. Nướng đi mình nướng ngon, thịt ngon hơn bạn. Xin vô trong đi xin. Vô trong chưa? Xin ngồi cái anh nè, ở đây. Nhớ ở đây nè mày. Nhớ ở đi. Đâu đâu mà không được. Cuối cùng chúng ta đã vượt qua. Chúng ta hai menu cho mình lựa chọn nha, menu gọi món 1.500 và menu cầm gói 369 một người. Menu loại nào? Chọn gói đi. Dạ rồi. Rồi, menu chọn gói mà dùng từ hoàng trắng miệng trở lên nha. Dạ. Mình dùng món nào thì bấm dấu cộng. Dạ. Bấm bên này bấm gọi món làm lên món cho mình. Dạ. Mình muốn gọi thêm những món gì riêng thì mình gọi riêng dưới này. Dạ dạ. Okay. Có giá tiền nè, gọi riêng là tính tiền riêng, với dưới này có nước. Dạ. Dạ rồi em gửi anh. Dạ, cứ anh chọn món trước cho mà. Rồi anh là thêm thì em gọi thêm. Rồi, mình thấy cái nào ngon thì mình gọi dạ. Thôi. Dạ. Thấy uống gì? Đây giống này bữa mình ăn cái gì này, của công của bánh lăng. Nghe bánh lăng. Đậu hũ rồi tùm lum chứ. Trời đó nói đậu hũ tùm lum cái chào mình ăn xong thì mình hết tráng miệng. Chia ra đi. Chia ra đi xưa.
Còn món này là mình tự chọn bánh nó cộng cho anh chị. Dạ đúng rồi, bánh nó cộng. Bây giờ cứ ra trước hết cái kia. Cái kẹp nắng mình rất là thịt chín, còn cái kẹp dằn mình rất là dạ. Tôi thịt cho anh gọi thêm vài món nữa anh. Gọi đi. Ăn gì gọi. Thích thịt nào thì bấm vô dấu cộng hay là mình chọn. Thịt chín rồi. Cuộn á, cuộn kim châm. Nè hả? Mẹ đâu có cuộn kim châm đâu. Có cuộn kim chi á. Thịt cái nướng này nè. Thịt trên đây thôi. Vậy nó có mấy cái cuộn này nè. Ừ thì em ăn gì em chọn cái đó. Cần bánh. Rồi dạ chẳng hả. Đúng hả? Ừ. Mời tất cả mọi người nha, dùng tiệc với anh em mình. Chào mọi người nha. Xin chào. Cảm ơn anh. Anh phải gì nè? Anh khoan. Chưa. Em mượn ai? Phải gì nè? Chào ơi. Đó. Làm con me nữa. Đó, ghê không? Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp mà. Bạn đâu bạn? Chân chu nghe bạn ơi. Ai uống không? Uống sỉnh hả anh? Không biết uống soda nè, thử đi, không có đây. Đây. Vô đi mọi người, ăn mừng nè. Anh nói uống này đâu, uống sỉnh sao? Không có sỉnh. Cầm luôn rồi. Tin em đi. Tao, rồi tao. Hai anh kia đâu? Đưa đây gà anh Cảnh. Đưa đây em ơi, ăn mừng nha. Ăn mừng. Tôi cái xanh chu là tôi không uống nước ngọt luôn. Kêu thêm. Anh lấy cái ly ai? Không, không. Rồi này vô đây nè. Vô vô anh em ơi. Nó dễ uống. Trời, chưa uống mày đặt cơ sở. Chúc mừng nha. Đúng rồi. 1, 2, 3, vô. Wow. À. Gà mày ớt mỏi đắng. Rủ, rủ. Rủ mà. Thánh nặng rồi trời, sao mày rủ tao. Ủa nó đỏ mặt chứ không chừng. Nhưng mà nó sao. Thôi, lấy rồi. Chở, chở mọi người. Ôi, đúng không được. Chị muốn được. Gấp đầu chở đi, tôi gấp anh chở cho. Tôi gấp cho anh cày nơi. Mời tất cả mọi người nha, chín rồi đó. Nhưng mà chưa chín lắm, mới chín thôi. Mới chín thôi. Ờ, cắt tấm thịt bò ra đi, cắt miếng thịt tới đây. Có cái kéo rồi. Ok. Anh ơi, cho mình cái kéo được không? Kéo. Dạ. Mượn lên anh Cảnh. Kề cắt đi Minh. Mượn ăn ngon. Thơm. Cầm cái kề cắt, cái kề kéo luôn. Hai tay. Ờ, twist tập cái coi. Vô ơi. Vô ơi. Vô anh Hải. Thôi nghỉ rồi. Ờ này không có say mà nghe. Còn lại em dùm cái một bạn đỏ chơi rồi. Cắt anh mừng nha bạn ơi, được đó mừng quá à. Không say. Chết phải uống lộn ly rồi. Ly em luôn á. Chả nè quên. Quên anh là đi anh chứ uống nè, uống ly anh đi. Rồi, có sao đâu. Em. Đổ lên. Đổ lên cả. Ăn lên Cảnh. Ai mà hồi chín rồi hả? Rồi chén anh đây. Mình ăn đi dưỡng. Ăn đi dưỡng. Dạ mời mọi người nha. Ăn đi dưỡng hai. Ăn với sò lách sẽ cho miếng kim chi heo. Mời bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Mày nói gì? Trứng cái gì? Không biết. Quá ngon các bạn, cái này là ba chỉ nha. Không biết. Sườn đùi, cái gì là thịt đùi nha. Anh ăn cố bắt nó. Nó sỉnh rồi đó. Khó rồi hả? Vô. Tao định dở cho mẹ tao, vô được mày nữa. Vô đi con quỷ. Nó ngon quá. Vô. Bèo 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 vô bèo. Giờ nó ngon kìa, nãy chơi giờ nó ngon. Nãy đỏ chưa? Đâu mà đỏ? Coi đó. Ở đây mày ốc đúng. Vô. Giờ chỉnh mày. Thấy rồi nhá. Miếng bệnh, cái thịt. Cái kéo này như bị lục. Nó kéo hả? Tay lưỡi mày ướt mình. Tay lưỡi mày mình. Nhiều không? Sống này nè. Nội. Có dán lục tỉnh rồi. Chưa, để cho nó khô khô đi.
Anh đâu có dễ lên kiên tay đi đâu. Đem ra đấy. Đó, uống ăn ăn ngủ nè, xỉn nè, rồi đó. Có đâu? Có đâu? Không. Có anh nén bơ hết rồi. Ăn nhiều thêm đi. Cắn miệng nữa hả? Ăn cái trái cái cây gì bữa đấy, lộn cái ly gì bữa đó. Vô nè. Kêu 6 ly đi. À, loại combo 4 ly là 64 ngàn mới gọi. 6 ly. Qua trên dây nè, ai ăn trên dây? Khám trên dây hết luôn. Mày gọi chứ hỏi ai ăn trên dây? Khám trên dây hết luôn. Ừ, có bên đây mày gọi hỏi ai ăn trên dây. Mời các bạn nha. Rồi lộn đi nữa rồi đó. Kệ đi chứ giờ mày không uống này đâu. Sỉnh rồi. Của anh đâu nha? Của mình nè, để mình bệnh. Của anh nên có rồi, của anh lại chưa. Anh gọi mấy con trọn gói á, là mình bấm cái dạ 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 ok mời các bạn đi vô đi vô đỡ vô rồi dạ dạ ok có thể là viên vô chơi sắp có thời dạ không dạ kiếm gì kiếm gì để số tiền bò phạt dạ kiếm nữa đó. Có rồi. Ở đây rẻ mọi người. Nên 2 triệu 8. 2 triệu 8. Tăng cái này nè. Mấy món 2 4 6 7. Thấp rồi. Thấp rồi kìa. Bắt ra kìa, chuẩn bắt ra. 2 triệu 8, 17. Tính tiền coi Sơn. Lượm mình chắc đi nổi vô. Tính tiền thôi. Dạ. Cười nhưng trong lòng không được vui đó. Ai đi tiếp tiền với anh em mà đúng không? Đúng. Hai mươi tám mười bảy em anh 3 triệu nhé. Dạ. 183 ngàn. Ok mọi người, thì tụi mình đã ăn mừng xong cơm no rượu say, mai nó lên quán shop vô. Thì xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nói chung là cái món quà tinh thần này thì cũng do một bạn vừa đã ủng hộ anh em mình để mà tiếp sức, để mà anh em mình mới có được những ngày này như cái tấm vé này để bước ra được trong. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị ông bà và các bạn những thời gian của tôi đã ủng hộ mình nha. Thì mình ăn xong rồi đó, mình sẽ về nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai mình về sớm. Tại vì nếu bây giờ đêm trong đêm mình thì mọi người chắc đuối rồi, mệt lắm mà không kịp giờ, tại giờ cũng căng thôi. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì cái này nữa thì chắc khoảng lâu lắm mình mới chính thức bắt đầu để mình ghi hình, thì mình về mình sẽ ôn lại tất cả mọi thứ để mình bắt đầu cuộc chiến mới. Chỉ mong mọi người ủng hộ anh em mình và nhớ theo dõi anh em mình trong thời gian sớm nhất có thể để mà mình chính thức tụi mình để mà cố gắng đặt trăm triệu nó hơi quá chứ thì tới đâu hay tới đó mọi người. Nói chung là nhớ mọi người nhiều. Cái ba ok mọi người, mình đã tới bến xe rồi. Vé đi, bán vé. Anh muốn mua vé rồi. Bây giờ xe nó về quê rồi các bạn ơi, mình quá đuối rồi. À, lắm rồi. Lên xe đi mọi người ơi. Về đó mà. Về, cho lên. Hello chú. Máy này gọn ha. Dạ. Điếp thì còn nói về gái của ba trên ba dưới nha mọi người.